5 rưỡi sáng rồi đi phóng sanh này về ăn cơm con. Anh em chuẩn bị hết chưa? Tôi đang nấu ăn cho chó, nấu 2 ngày rồi sắp xong rồi. Kiểm tra ăn cái. Nè đi phóng sanh lúc sáng sớm vậy. Hẹn ngư dân vừa vô là mình phóng sanh luôn. Sáng là 3 giờ dậy rồi. Là nồi đồ ăn cho cuốn nấu 2 ngày rồi, rất là nhiều gia vị trong này. Hồi bỏ lá đu đủ vô nữa là đủ luôn. Bỏ mấy cái lá vô nữa cho nó đủ cái hương vị. Vậy rồi. Đi sớm quá không có dắt thằng rể cá đi phóng sanh chung. Bởi vì nó sẽ đòi đi bơi, nó không chịu về. Hôm nay em muốn làm cho xong mấy cái clip đang dở dang. Rồi tụi con đi theo tiêu. Còn thằng Tư Ti để yên cho nó ở trong nhà đi. Nó đang ngủ rồi. Nó chạy bắt đầu nó đi bơi nữa rồi. Chơi 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 với xong nó. À, giờ này nước cạn. Em mà chơi nước cạn với nó là em xúc móng chân luôn á. Bởi vì mình chơi trong cái đất bùn nó phèn, nó chui vô cái kẽ móng á là nó xúc cái móng. Em đang dưỡng một cái móng chân nè đó. Mà em đi phóng sanh 8 tháng móng chân nó bị hở ra rồi, là do phèn nó chui vô trong cái móng, mình vệ sinh không sạch là rụng móng luôn. Cái con này trời ơi, mày đi luồn luồn trong háng gì vậy con? Mày rảnh háng quá ha. Rảnh ghê luôn á. Ừ. Ngày nào cũng được đi phóng sanh về vui lắm á. Mặc dù là chưa được ủng hộ phóng sanh cá trong tự nhiên nhiều, có một số anh chị trong 6 tháng qua ủng hộ một giai đoạn thôi, bởi vì khó ai duy trì được lắm. Nên em làm cái hình thức duy trì mới là mỗi ngày phóng sanh 100.000 thôi, để ai cũng có thể duy trì lâu. Chứ đưa lần 2 triệu phóng sanh cá đăng trong chuồng cái hết tiền rồi, nản luôn, không có phóng được hoài mà ngày nào cũng có con bắt. Mình duy trì á thì ngày có con này con kia lạ lạ mình thả nó, thì ngày nào mình thấy con lạ mình thả nó cho nó cơ hội trở về tự nhiên. Trăng tròn ha, còn trăng tròn xíu xíu. Em giờ không có chơi trong cái nước mà bùn nữa, em đợi nước đầy em mới bơi cho cái cá bơi. Em cũng bơi bởi vì nó sẽ sập. Còn nước ròng á, nước cạn á, anh chị biết, đi vô cái chân mình nó lún vô bùn, riết là hư móng hết. Dạ. Nó chui vô phèn nó vô á. Nên rút kinh nghiệm lắm rồi. Làm gì cũng tăng thêm kinh nghiệm. Em không có thể nào mà làm mấy cái nghề kiếm tiền được. Bởi vì em thấy nghề nào cũng tạo nghiệp, chỉ có nghề phóng sanh này không tạo nghiệp nè. Anh chị làm mấy cái nghề tạo nghiệp á thì biết được Ti Un thì ủng hộ Ti Un phóng sanh giải cứu động vật trong tự nhiên, để cái nghiệp đó của mình nó cũng được tiêu trừ bớt đi. Chứ giờ nè, làm cò đất đi. Đang cò đất chạy trên con đường này từ sáng tới chiều tối để canh bán đất, mua đất bán ra, mua vô bán ra, mua dây chai bán cẩm lai đồ á, dữ dội lắm. Rồi phá đất nè, giết hại chúng sanh ở trong cái đất này nè, cây cối rừng mà nơi tinh linh chư thiên họ ngự trong đó. Chư thiên họ trên các tầng trời lâu lâu họ đi xuống thăm thế giới, họ ngủ trong những bông hoa. Những bông hoa đó có duyên với họ.
vô họ ngự ở đó, họ quan sát, họ nghỉ ngơi này kia. Tàn phá thiên nhiên hết rồi, đâu còn cái gì nữa đâu. Đó. Này là em sẽ phóng sanh cho chị Diệu Ngân và bạn Phạm Thu Trang, sinh năm 1994. Tại cũng trẻ nên gọi là bạn. Đó. Giờ này là nước nó cạn. Thì những người đi bắt cá lú là bẫy lú á, là người ta lên bờ. Thì những người đi bẫy đăng họ lại tiếp tục đi bắt. Dạ ở đây đây. Ở đây quá tiện. Con phóng sanh ở đây liền luôn. Phóng sanh bẫy lú vui hơn mà rẻ nữa. Phóng sanh bẫy đăng lần nhiều tiền lắm. Bẫy đăng để giống mạnh mới chơi. Với bẫy mà đi chích điện á. Giờ này chích điện là người ta làm việc. Chích điện với đăng cá làm việc. Cô chuẩn bị cái xô cho con luôn hả con? Rồi, cảm ơn cô. Wow. Giờ này thả là đẹp luôn. Ủa cô, cái chân của con đi bùng biết nó bị hở cái móng chân đó con. Cô cũng bị nè. Nó hở vậy cái móng nó có rụng ra luôn cô. Móng hả? Con phải cắt. Không, nó bị hở cái móng phần trên mà, giống như cái móng phía trên mà. Nó hở hở ra phân nửa rồi. Chắc nó bùng nó lúng rồi phèn nó dính đúng không cô? Có chị hết được không cô? Có mua thuốc. Dạ. Rồi hôm nay em Tuyên sẽ phóng sanh cho chị Diệu Ngân và bạn Phạm Thu Trang nha. Đây mình sẽ thả cá xuống này. Thả cá 5 giờ rưỡi sáng. Đúng giờ 5 giờ rưỡi luôn ha cô ha. Hay thật. Mình thấy giờ phóng sanh kiểu này tươi nè. Chúng sanh quy y Phật không đọa địa ngục. Chúng sanh quy y Pháp không đọa ngã quỷ. Chúng sanh quy y Tăng không đọa súc sanh. Chúng sanh quy y Phật rồi, chúng sanh quy y Pháp rồi, chúng sanh quy y Tăng rồi, gieo duyên với Đức Phật. Nhờ ơn quý vị Bồ Tát Diệu Ngân và Thu Trang đã tạo cơ hội giải cứu các loài vật trong tự nhiên, cũng tạo duyên cho các cô chú anh chị làm ngư dân tiêu trừ nghiệp chướng, có cơ hội làm từ thiện giải cứu động vật đúng cách. Bây giờ quá trời luôn, thả mà ghiền luôn á. Tôm cá rồi có cơ hội phát triển trở về với tự nhiên, lớn lên lại nha mấy đứa. Ok. Trời ơi, nó bự không ha. Nước giờ này nó cũng trong quá cô. Ừ. Đẹp luôn. Nước giờ này đẹp hơn ngày. Dạ. Giờ cũng xuống bơi cũng được. Mà giờ này xuống bơi là hợp lý luôn á. Mà lo làm cho xong, up mấy video xong rồi em chuyên tâm làm phóng sanh luôn. Con tôm này quá đã. Rồi, cảm ơn cả nhà nha, cô. Dạ, dạ, dạ. Đây. Dạ, dạ, cảm ơn. Ở còn một đứa nữa. Trời, cổ cũng còn nhiều lắm nè mọi người. Mọi người ủng hộ phóng sanh hết cho cổ khỏi bán ra chợ luôn. Đó. Đó. Yeah. Rồi cảm ơn cả nhà. Lên đường về.
lên đường về anh em đi không có rái cá, đi lẹ về lẹ. Có rái cá đi nó đòi bơi, không bơi nhõng nhẽo nó khóc luôn, làm ghê lắm. Mà nó giận nữa. Rái cá nó có suy nghĩ của trẻ em 7 tuổi nhưng nó mãi mãi là đứa trẻ 7 tuổi. Nó sống trong rừng ngập mặn bởi vì nó có trí khôn của em bé 7 tuổi. Nó biết hả, bảo vệ môi trường. Là con nít mà 7 tuổi mình thấy em nào dạy cho yêu quý thiên nhiên rồi kia. Nó cứ yêu quý thiên nhiên vậy á. Nhưng mà lớn lên á, 8 tuổi, 9 tuổi, 10 tuổi, 11 tuổi, 12 tuổi thay đổi dần. Nên các loài vật á, nó đạt được cái trí tuệ theo từng giai đoạn của con người á. Nên nó mới có thể giữ được cái vai trò cân bằng hệ sinh thái. Là nó không có đạt lên nhiều trí tuệ quá, trở nên tham sân si giống con người. Con người càng lớn, càng già là càng tham. Mà không bỏ được tham á, là đại địa ngục. Còn tuổi trẻ đó, cỡ từ 12, 13 tuổi á, là bắt đầu á, vậy thì lại không thoát được gọi là sắc, tham đẹp, tham dục. Bắt đầu thử thách tò mò với tình cảm nam nữ, trai gái. Rồi khổ đau vì tình, không thoát khỏi ái dục, tự hủy hoại thân thể của mình. Hồi nhỏ rất là đẹp, lớn lên càng lớn càng xấu. Dạ, không có giữ được cái xuân sắc. Em giữ được xuân sắc, nhưng em lại bị mất năng lượng vào việc giải thoát linh hồn, rồi giải cứu chúng sanh. Rồi em không ăn được, uống được dễ dàng như mọi người. Em dễ bị môi trường ô nhiễm, tác hại đến thân thể mạnh hơn mọi người rất nhiều. Bởi vì em cảm nhận được mọi thứ trong thiên nhiên nhiều hơn mọi người, nên cái năng lượng em mất đi cũng nhiều hơn. Và em bị tác động mạnh hơn, nên em mới làm công việc này. Em không học với những cái công việc em đã từng làm. Em đã làm rất là nhiều nghề. Khi em làm website và phần mềm, em đã trải nghiệm rất là nhiều ngành nghề. Ngày nào em cũng phải biết, em mới làm quảng cáo cho người ta được, viết web cho người ta, viết giới thiệu PR cho người ta. Về nha khoa thì phải biết ở các phương pháp nha khoa. Về thẩm mỹ làm đẹp, biết các phương pháp. Về công nghệ, các linh kiện điện tử, máy tính, đàn, piano các kiểu. Nên trong suốt từ năm 2010 đến nay, em đã thâm nhập rất là nhiều ngành nghề và hiểu tất cả các nghề luôn. Chỉ có cái nghề mà em thấy sợ nhất là nghề bất động sản. Nghề đó là đúng là sản luôn á. Cứ phá thiên nhiên ngoài là sản luôn. Mà những nghề đó làm cho người ta giàu nên người ta được kính trọng, quý lắm. Có được phước báo hữu lậu. Nhưng mà đời sau có thể là làm con giun luôn á. Nên phải phóng sanh giải cứu động vật đúng cách nha. Không ai không làm phụ ủng hộ nghề đó thì ủng hộ em giải cứu thiên nhiên động vật thì chấp nhận đại địa ngục và luân hồi trong khổ đau. Bởi vì khi chúng ta gây ra một cái ác nghiệp với chúng sanh á, khi mà đến địa ngục á, xét xử thì mọi chúng sanh đều bình đẳng như nhau mà. Nên mình vô ý đã giết rất là nhiều loài vật. Rất là nhiều khủng khiếp. Ê, cái thằng tí tí. Nó go home với nó. Còn đứa nào nữa? Cái thằng Lucky này nữa, chưa chịu vô nữa. Để thằng tí ở ngoài luôn đi. Ở ngoài luôn đi, cái thằng tí tí này giờ nó ngủ dậy rồi. Trời ơi, nó khùng quá. Đó. Nó mà ra ngoài là nó chạy vô rừng liền luôn. Lucky vô nhanh lên. Không có quản lý nó là người ta canh bắt nó. Dạ. Ở đây xe mà chạy ngang và thấy nó là quăng xe để bắt nó luôn á. Thích. Mà trong khi mình không có kinh nghiệm gì về rái cá mà mình thích nuôi rái cá, không hiểu ngôn ngữ của nó, không biết chữa bệnh cho nó, không biết cho nó ăn cái gì, không biết tập tính của nó, không có rành gì nó. Em dành 10 năm cho tụi rái cá rồi nên em rành nó lắm.
mà rái cá nó giữ vai trò trong rừng ngập mặn, mà rừng ngập mặn giữ vai trò quan trọng gấp 5 lần những khu rừng bình thường. Và những rừng ngập mặn nó là lá phổi của thành phố, nó là lá phổi của tất cả muôn loài, nên phải bảo vệ rừng ngập mặn thì phải bảo vệ rái cá, phải có nó phụ. Nhưng mà tình hình là mọi người chưa ủng hộ em nhiều nha. Căng á, tháng sau có thể là em chết đói luôn á.